Đúng 12 giờ 20 phút hôm nay, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Gimse, thành phố Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12, theo lời mời của Ngài Moon Hee-sang, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay, có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyun, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú, Phó Thị trưởng thành phố Busan Yoo Jae-su, Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại và Lễ tân, Ban Thư ký Quốc hội Hàn Quốc Chu Tae-kyun, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Kiêng Nam, ông Park Su-kwan, đại diện Hội người Việt, Hội sinh viên Việt Nam, một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và một số trí thức doanh nghiệp Hàn Quốc tại thành phố Busan. Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22 tháng 12 năm 1992, tháng 8 năm 2001, hai nước ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21 nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tháng 10 năm 2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành đối tác hợp tác chiến lược nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-pak. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA sau Nhật Bản, thứ ba về thương mại sau Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới, cùng với đó là khẳng định sự ủng hộ chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc nhằm đưa mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 4 tháng 12 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Ngài Park Su-kwan, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan, Kiêng Nam, Hàn Quốc, đánh giá cao vai trò của các vị Tổng lãnh sự danh dự người nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc có sự đóng góp quan trọng của Ngài Park Su-kwan, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan, Kiêng Nam, một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc và là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc. Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc và đến thành phố Busan, Ngài Park Su-kwan cho biết khu vực Busan, Kiêng Nam hiện có hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh đầu tư vào Việt Nam và sự quan tâm này ngày càng lớn. Hiện đường bay thẳng giữa thành phố Busan, thành phố Hồ Chí Minh cũng như giữa hai nước chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, du lịch ngày càng tăng giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc. Nhất trí với ý kiến đề xuất của Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan, Kiêng Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc tăng các chuyến bay giữa hai bên là cần thiết, đồng thời bày tỏ vui mừng vào tháng 11 vừa qua, Hàn Quốc thông báo công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các thành phố lớn sẽ được cấp thị thực vào Hàn Quốc với thời hạn 5 năm và không bị giới hạn số lần nhập cảnh. Cũng trong chiều ngày 4 tháng 12 giờ địa phương, tại thành phố Busan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thị trưởng thành phố Busan, Oh Kye-dong. Đánh giá cao việc Busan và thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác trong suốt 20 năm qua, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi có nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đến từ Busan, đồng thời nhấn mạnh các địa phương của Hàn Quốc nói chung, Busan nói riêng có thể tìm hiểu, kết nghĩa với các địa phương của Việt Nam. Cho biết người dân Busan rất yêu quý con người và đất nước Việt Nam. Bản thân mình đã tới Việt Nam 5 lần, thị trưởng Oh Kye-dong bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển rất năng động, mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời chia sẻ Busan có rất đông người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Vì thế, chính quyền thành phố đang cố gắng hỗ trợ người Việt tại đây. Theo kế hoạch sắp tới, Busan sẽ thành lập một trung tâm hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.